nhận được cái tình cảm vô cùng nồng ấm của ca sĩ Minh Vương dành cho các bạn rồi. Và ngay sân khấu này đây thì tôi có sẽ đại diện các bạn sinh viên có một số câu hỏi muốn giao lưu với ca sĩ Minh Vương được không ạ? Ok, Minh Vương sẵn sàng. Dạ vâng, xin chào ca sĩ Minh Vương. Và sau khi mà Minh Vương bước lên sân khấu này đây thì anh có cảm nhận như thế nào về không khí của trường đại học Công nghiệp Hà Nội và các bạn tân sinh viên ca 13 của trường đại học Công nghiệp Hà Nội ạ? Vâng, thực sự là Minh Vương cảm thấy rất là hạnh phúc khi lần đầu tiên được đứng tại Đại học Công nghiệp, và Minh Vương không biết nói gì hơn là dành một tình yêu thật lớn gửi tặng tới tất cả các bạn tân sinh viên. Xin chúc các bạn và các thầy cô giáo sẽ có một năm học mới thực sự là tốt. Minh Vương yêu mọi người rất nhiều. Và em có một câu hỏi nữa dành cho anh, và tôi tận em cũng như là tất cả các bạn sinh viên ở đây đều sẽ hào hức được biết được rằng là liệu thời gian sắp tới thì anh có những dự định nào cho những ca khúc sắp ra của mình không ạ? Và hôm nay thì nhân dịp này thì Minh Vương cũng muốn dành gửi tặng tới mọi người trong tháng này thôi, thì Minh Vương sẽ có một phát hành một ca khúc mới, một ca khúc và hy vọng rằng là tất cả các bạn sẽ ủng hộ Minh Vương. Mọi người hãy nhớ ca khúc có tên là Mưa Mang Em Đi, và hình tượng Minh Vương sẽ rất là khác. Minh Vương sẽ thành một anh chàng có võ công rất là cao thủ và vinh hiệu, và mọi người sẽ ủng hộ Minh Vương nhé. Thế thì hy vọng rằng là tất cả các bạn sinh viên đại học công nghiệp sẽ chia sẻ cho Minh Vương thật nhiều, đúng không ạ? Ca khúc tiếp theo đây, Mưa Mang Em Đi, mọi người nhớ nhá. Xin yêu mọi người rất nhiều ạ. Một lần nữa xin